Đây là Warren Jeff, đứng đầu căn nhà chứa hơn 400 cô gái ở nhiều độ tuổi khác nhau, nơi mà ngay cả tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em cũng phải bó tay vì không can thiệp hỗ trợ được. Hắn là giáo chủ của một giáo phái bí mật với đa số thành viên là phụ nữ, có tên là Giáo hội các thành hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. <laughs> tên dài quá hay còn được biết đến với cái tên viết tắt là flds một giáo hội bí mật nằm trong một thị trấn phía nam ở nước mỹ và đương nhiên là không có người da màu nào tham gia vào cái giáo hội này giáo hội này có quan điểm tín ngưỡng được truyền lại rằng những người nào cụ thể là nam giới có càng nhiều vợ thì khi qua đời sẽ được lên những bậc cao hơn trên thiên đàng với cánh đàn ông nghe thì có vẻ là hấp dẫn nhưng thực sự thì có như thế không warren jeff sẽ khiến cho thầy ông nội của tịnh thất bồng lai chỉ còn là dạng tôm tép với vai trò là người đứng đầu của flds để những con chiên của mình có thể tin vào quan điểm tín ngưỡng trên thì ông này đã làm gương cho họ bằng cách cưới cho bản thân đâu đấy khoảng tầm bảy tám người vợ ở vô số những độ tuổi khác nhau một số người thậm chí còn là họ hàng xa hoặc là gần với nhau và số lượng con cái ước tính trên khoảng 60 người sơ đồ ra gia đình của ông này phức tạp gấp mấy lần thời ông nội. Vậy thì Jeff có phải là một tiên tri tài ba dẫn dắt dân chúng đi theo con đường chính đạo hay đây cũng chỉ là một tên có khả năng thao túng và kiểm soát cực cao, một tay che trời qua mắt cả hệ thống pháp luật để thực hiện những hành vi phạm pháp phi đạo đức. Liệu hắn có nhận được những sự trừng phạt thích đáng thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video recap series phim tài liệu Keep Sweet Pray and Obey của Netflix. Được mang đến cho bạn bởi content Samsung và giọng đọc vui vẻ. Hãy bắt đầu với tiểu sử của Warren Jeff. Warren sinh ngày mùng 3 tháng 12 năm 1955. Tuy không phải là con đầu lòng Cụ thể thì hắn chỉ là con thứ trong số 62 người con của Rulon Jeff Một nhà tiên tri đời trước cũng như là cha của Warren Jeff Nhưng mà Warren được các vị lão niên có vị trí cao trong xã hội Mách bảo với mẹ rằng cậu rất đặc biệt so với những người con khác Cậu thêm việc là Warren sinh non tầm 8 tuần tuổi Nên là mẹ luôn ưu tiên cậu trong mọi việc Bà luôn tìm cách thúc đẩy cậu gần gũi với ông Rulon nhiều hơn Chủ yếu là để tìm cơ hội cho cậu sau này thay thế vị trí của ba mình Hoặc được cha mình để ý và phán làm nhà tiên tri tiếp theo Với con con số 62 người anh em thì cái chuyện cung đấu là khó tránh khỏi. Tuy nhiên với trí thông minh vốn có cộng với khả năng diễn thuyết kèm theo chất giọng cực kỳ bánh cuốn thì Warren được nhà tiên tri để mắt đến và đề bạt lên các vị trí cận kề ông hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về lý do tại sao nhà tiên tri có đến 62 người con trong nội dung phân tích về văn hóa của giáo hội FLDS ở phần tiếp theo của video. Nhưng mà quay lại quá trình leo ranh của Warren, năm hắn 22 tuổi trong các dịp hội họp trong và ngoài FLDS, Warren bị các anh em khác mách lại với nhà tiên tri Rulon rằng hắn đang gần gũi quá mức với các chị em trong gia đình Jeff. Tuy nhiên, các anh em khác chỉ nhận lại câu phản hồi qua loa là kiểu được rồi, chúng mày cứ để đấy, tao sẽ xử lý. Nhưng mà thực chất thì những câu chuyện đó vẫn tiếp tục tiếp diễn. Ở FLDS thì có một học viện tên là ATA, nơi mà trau dồi giáo lý cũng như là văn hóa của FLDS cho các tín đồ, nói thẳng ra là nhồi sọ đấy. Những người được đứng lớp đa phần là nhà tiên tri và những người thân cận và như đã nói ở trên, Warren cũng đã được nhà tiên tri đề bạt làm hiệu trưởng của học viện này. Nhà tiên tri muốn mượn việc làm hiệu trưởng này cốt là để Warren làm quen với việc lãnh đạo cũng như là giáo huấn con dân của flds trong thời gian đương chức hiệu trưởng thì hắn sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán hoặc độc đoán thì chính là tính cách của hắn để vận hành các hoạt động xoay quanh học viện đơn cử như là thư viện thì theo như lời kể của một trong những người đã thoát khỏi flds rằng thời gian warren làm hiệu trưởng học viện các đầu sách xuất hiện trong thư viện dần không còn phong phú nữa với mục đích là để triệt tiêu những thông tin từ thế giới bên ngoài vào giúp hắn dễ dàng nhồi nhét niềm tin cho các tín đồ hơn và như một nhà truyền giáo tài ba thì hắn cũng có cho mình một đầu sách riêng với tên là thanh khiết trong giao ước hôn nhân mới và vĩnh cửu. Nội dung của tài liệu này thì chủ yếu là những lời răn đe rằng tín đồ của FLDS chỉ nên và bắt buộc tuân theo ý chỉ của nhà tiên tri, nếu không thì sẽ phải lãnh chịu những hậu quả khôn lường. Sau khi Warren lên chức hiệu trưởng học viện Ata một thời gian thì bố hắn là Rulon dần có dấu hiệu suy yếu hẳn về sức khỏe. Sau khi trải qua một cơn đột quỵ thì Warren cảm nhận được đây là thời cơ của mình nên hắn đã tận dụng điều này để kiểm soát hầu như hoàn toàn các hoạt động của Rulon. Bất cứ ai muốn gặp Rulon đều phải thông qua Warren và chuyện gì đến cũng phải đến Rulon Jeff, nhà tiên tri để hầu hết các tín đồ của FLDS quý mến và kính trọng qua đời. Warren đứng ra tổ chức và điều phối cho đám tang diễn ra suôn sẻ. Hắn kiểm soát đến mức không có người anh em nào được quá lại gần Rulon ngoại trừ hắn và những người vợ. Đám tang kết thúc cũng là thời điểm bước ngoặt đánh dấu cho một triều đại mới, triều đại mà Warren lên nắm quyền với vai trò là nhà tiên tri mới. Cần phải nói thêm ở điểm này về cách trao quyền của nhà tiên tri ở FLDS thì không có chuyện là cha truyền con nối, để vì nhiều con quá nên là làm sao mà biết chọn đứa nào. Nên là nếu một trong những người con của nhà tiên tri đủ bản lĩnh và thân cận với nhà tiên tri thì hắn sẽ là người được chọn để tiếp quản FLDS sau khi nhà tiên tri ngủ qua tỏi và đây cũng chính là hoàn cảnh của Warren khi mà Rulon qua đời và Warren khi là một nhà tiên tri mới thì để củng cố niềm tin cho các tín đồ FLDS hắn đã tổ chức các buổi hội họp và dùng khả năng diễn thuyết của mình để marketing về bản thân dần dần khiến cho các tín đồ FLDS khi đó tin rằng hắn chính là người được chọn và những lời hắn nói thì như tôn chỉ từ Chúa và thế là hắn hiển nhiên trở thành nhà tiên tri mới trong mắt mọi người. Và khi hắn đã lên nắm quyền rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa của FLDS trước và sau khi Warren lên nắm quyền với vai trò là nhà tiên tri mới. FLDS có tên gọi đầy đủ là Giáo hội Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô hoặc là những người đã từng ở đó gọi là Giáo hội các Thánh Hữu. Giáo hội Thánh Hữu này là một phân nhánh từ Giáo hội các Thánh Hữu Mormon được thành lập bởi Joseph Smith từ thế kỷ 19. Giáo hội các Thánh Hữu mới này ủng hộ chủ nghĩa đa thê, một quan điểm mà không được ủng hộ bởi các giáo hội khác. Giáo hội này thì có hai địa chỉ chính, một là ở thành phố Salt Lake và hai là ở Short Creek. Cả hai đều thuộc địa phận của bang Utah, Arizona. Ở giai đoạn đầu của FLDS hoạt động chính ở Salt Lake, nhưng mà sau khi Rulon yếu dần đi cũng như là năm 2002, thế vận hội được tổ chức ở Salt Lake thì Warren đã vận động các tín đồ di chuyển dần tới Short Creek để tránh những lời đàm tiếu qua lo linh tinh từ người ngoại đạo. Short Creek là một thị trấn khá nhỏ và có cuộc sống khá tắc biệt nên là đây là nơi đắc địa để Warren có thể dễ dàng tung hoành mà không bị ai quấy rầy. Và cũng chính vì những điều khác thường với xã hội bên ngoài nên là flds sống khá là khép kín đúng kiểu kín cổng cao tường ấy và không có thành viên nào cụ thể là phụ nữ được ra khỏi vùng đất thuộc quyền sở hữu của flds mà không có sự cho phép của nhà tiên tri và đây cũng là một trong số những văn hóa kỳ quặc của flds khi mà phụ nữ ở đây bị xem như một tài sản và luôn trong trạng thái có thể bị di chuyển từ người này sang người khác bất kỳ lúc nào tùy vào ý muốn của nhà tiên tri họ có thể được chỉ định cưới một người nào đó từ những buổi sơ khai của flds nền tảng quan điểm của giáo hội này là tôn sùng chủ nghĩa đa thê đàn ông nào ở FLDS càng có nhiều vợ thì người đó ắt hẳn sẽ có vị trí cao trong xã hội. Đồng thời, tiếng nói của người đó sẽ có giá trị hơn trong mắt nhà tiên tri. Nhưng không phải là cứ muốn cưới là được cưới đâu, mà nhà tiên tri sẽ quyết định cái điều này. Điều này đồng nghĩa với việc ở vùng đất của FLDS thì không có chỗ cho yêu đương lứa đôi là quẹt Tinder gì cả. Những người phụ nữ ở đây sẽ có hai phương thức để bị gả. Một là những người cha mẹ trong hội sẽ báo với nhà tiên tri rằng muốn con gái họ yên bề ra thất, cho dù con gái của họ chỉ đang chưa đủ tuổi. Rồi sau đó nhà tiên tri sẽ dàn xếp chỉ định cô gái đó cho một người đàn ông phù hợp. Những người đàn ông này chủ yếu là những tín đồ đủ thân cận. Hai là những cô gái sẽ được chọn ngẫu nhiên trong lúc họp giáo hội và lọt vào mắt xanh của nhà tiên tri, rồi sẽ được nhận thông báo đám cưới với một người xa lạ nào đó. Và đương nhiên những cô gái này vẫn là chưa đủ tuổi. Chắc là theo quan điểm của mấy ông tiên tri này thì khi càng lấy sớm thì càng mang thai sớm, đồng nghĩa sẽ có con nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là có nhiều tín đồ hơn. À, luật của bang Arizona thì không ủng hộ chủ nghĩa đa thê, nên là hiển nhiên về thực hiện đám cưới này là điều không thể. Nên là Warren và các đồng sự đã giàn xếp đám cưới bằng cách là cho xe chở những người con gái được chỉ định đến một nhà nghỉ ở Caliente thuộc vùng đất của bang Nevada rồi tiến hành hôn lễ ở đây. Tại vì ở đây thì không quá gắt gao về việc thực hiện đám cưới, đồng nghĩa với việc là không có bất cứ giấy tờ hôn nhân nào cả. Và cứ thế, cánh đàn ông ở FLDS muốn tiến thân thì cứ lấy nhiều vợ mà không bị chú ý bởi pháp luật. FLDS trước và sau khi Warren điều hành đều được truyền giáo rằng ngày tận thế sẽ đến. Đối với những người dân ở giáo hội này thì họ tin sái cổ, ngày tận thế đến hay không thì không biết, nhưng mà niềm tin thuộc giáo lý này thì đã tồn tại có khi gần cả trăm năm nên bịp là rõ ràng và vì ngày tận thế sẽ đến nên là các con dân của FLDS luôn phải cầu nguyện và nhất nhất làm theo ý chỉ của nhà tiên tri nếu không thì sẽ bị đọa đầy giống như những kẻ ngoại đạo FLDS FLDS bị giáo huấn để tin rằng nếu như ngày tận thế diễn ra thì một mảnh đất trên trái đất sẽ tách ra và chỉ có những con chiên của FLDS đủ ngoan đạo mới có được vị trí trên mảnh đất đó còn phần còn lại của trái đất sẽ kéo theo những kẻ ngoại đạo và những tín đồ FLDS bất tuân đến cõi diệt vong ngoài ra là những tín đồ này còn phải vào group phim này hay phết của chúng tôi Nơi mà các bạn có thể bàn luận, tranh luận, review phim Và đặc biệt vui nhất là trêu mấy người đăng bài xếp phim Cùng với đó thì hệ thống shop trùng cuối và trùng figure đã chính thức mở lại Các bạn có thể sắm cho mình những chiếc áo và mô hình Chỉ bằng giá của 1 phần 10.000 căn hộ chung cư cao cấp Link group và mua hàng ở phần mô tả và bình luận Quay lại với video thì ngoài ra FLDS còn gieo vào các đầu tín đồ của mình Một khái niệm về vùng đất thánh ở kiếp sau Nếu các tín đồ đủ ngoan đạo nó gọi là Zion, nơi được ví như xứ sở thần tiên đối với những đứa trẻ ở flds sau khi Warren trở thành nhà tiên tri mới Thì hắn bắt đầu giao giảng cho con dân FLDS Rằng Zion không chỉ là một khái niệm Mà Zion thực sự tồn tại trên trái đất Nên là hắn nói với các con chiên rằng Hãy tiếp tục cố gắng để một ngày nào đó Biết đâu nhà tiên tri sẽ chọn mình Để được đặt chân đến Zion Tuy nhiên thì đây là nước đi sai lầm của Warren Khi mà hắn không lường trước được Cũng chính vì cái Zion này mà hắn sẽ phải ăn cơm tù mãn đời Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn Ở phần sau của video Quay lại với văn hóa của FLDS để xứng danh với nhà tiên tri mới của FLDS thì sau khi đảm nhiệm cương vị giáo chủ Warren đã cưới dần những bà vợ của chính người cha đã qua đời cho bản thân Nói cách khác thì đang cưới những người mẹ kế của mình đấy Số người vợ của Warren sau khi lên chức đã được xác minh và ước tính lên đến 78 người Tức là 7 đội bóng từ vô số độ tuổi khác nhau Có 24 người vợ đã thực hiện đám cưới khi mà chưa đủ tuổi Chỉ cần thêm vài chục người nữa thôi là Warren có thể mở được cả một cái giải ngoại hạng Anh rồi Trước khi Warren tồn tại với vai trò là nhà tiên tri mới thì FLDS trong mắt những đứa trẻ thời điểm đó như một xã hội cực kỳ gắn bó và hòa đồng tại vì chủ nghĩa đa thê nên là một gia đình sẽ có rất nhiều anh chị em và những người vợ ở đây thì cũng không có việc đấu đá tranh giành gì với nhau nói chung là cũng vui chỉ có một chút đã đi ít siêu thôi là rất nhiều đấy căn bản là có một ông bố mà có tới hàng chục đứa con khi mà warren tại vị thì mọi chuyện bắt đầu biến sắc xuất hiện sự kiểm soát nhiều hơn về mọi mặt từ tóc tai đến trang phục những kiểu tết tóc nhìn khá tốn thời gian và những bộ trang phục cực kỳ kín đáo và đơn điệu những đứa trẻ từ nhỏ cụ thể là ở độ tuổi lớp 1 thì đã bị nhồi giáo lý hàng ngày theo lời kể của các cựu thành viên thì thời điểm đó mọi người còn sợ nhà tiên tri hơn là sợ chết nhưng mà con run xéo lắm cũng quằn với những cái luật lệ tào lao như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện những người đủ tỉnh táo để cảm thấy cái sự vô lý của luật lệ này đối với flds thì những người này sẽ được xếp vào loại là có cá tính mạnh cụ thể là phụ nữ trong giáo hội và biện pháp để giải quyết họ là chỉ định họ làm vợ cho người nào đó rồi sinh con đa phần họ thì hoàn toàn là chưa đủ tuổi flds quan niệm rằng nếu mà họ sinh con thì sẽ bị ràng buộc để không còn có những hoài nghi nữa đơn cử như trường hợp của một cô gái được phỏng vấn trên phim cô bé lúc này chỉ có 14 tuổi nhưng mà do có những hoài nghi và suy nghĩ ngoại đạo nên đã bị nhà tiên tri chỉ định lấy anh họ của mình rồi hạ sinh đâu đấy gần 10 đứa con còn tính tới thời điểm hiện tại Đối với những cô gái thì sẽ bị trừng phạt như thế, còn đối với những cậu con trai mà có suy nghĩ như vậy thì ngay lập tức bị trục xuất khỏi FLDS, bị biến thành người vô gia cư và kèm theo việc bản thân không có bất kỳ kiến thức hay kỹ năng gì. Thì cái chuyện này ngay lập tức được các báo đài đưa tin và nhận được sự chú ý của phóng viên Mike Watkins, người chuyên đưa tin về những vụ bạo hành. Ông đã chú ý đào sâu vào vụ việc này. Đối với ông thì Warren là một tội phạm tình dục, lạm dụng phụ nữ. Phụ nữ ở đây không được quyết định đời sống hôn nhân cho bản thân. Ông cho biết là Short Creek phải được gọi là Warrenland mới đúng, vì mọi cơ quan, mọi cơ sở đều được vận hành thông qua FLDS cụ thể là Warren nên nỗi thị trưởng của Short Creek cũng là một tín đồ của FLDS thế thì công lý chỉ có thể ở Việt Nam thôi một số thành viên nam có vị trí trong FLDS có học thức lẫn tài sản thì đều bị FLDS trưng dụng khi mà mai bắt đầu đào sâu tìm hiểu về FLDS thì đây cũng chính là lúc ngày tàn của Warren đến gần hơn theo như mai tìm hiểu và có phỏng vấn một bé gái khoảng 16 tuổi thì biết được cô đã bị chỉ định gả cho một ông cảnh sát 32 tuổi điều này đủ để mai chuẩn bị hồ sơ đệ đơn truy tố tên cảnh sát này vì tội kết hôn lạm dụng với người chưa đủ tuổi Tuy nhiên do được FLDS độ trì thì tên này chỉ bị phạt nhẹ Nhưng mà sự việc này cũng đủ để nhát ma Warren để hắn biết là pháp luật đang chuẩn bị sờ gây hắn Khi sự việc này xảy ra thì mọi người ở FLDS và cư dân ở Short Creek bắt đầu có những đồn đoán Cảnh sát bang Arizona cũng thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên đã bắt tay vào việc điều tra về FLDS và Warren Warren thì tất nhiên đã đánh hơi được sự nguy hiểm nên lúc này đã dần ít xuất hiện hơn ở các buổi hội họp và chỉ xuất hiện để chủ trì đám cưới cho tín đồ. Và rồi, vào một ngày hội họp của LDS Warren bất ngờ xuất hiện khiến cho cả cộng đồng FLDS vừa hân hoan vừa hoang mang. Nhưng mà đây không phải là một sự xuất hiện vô nghĩa, hắn xuất hiện để răn đe cộng đồng bằng tờ giấy danh sách 20 người cực kỳ có ảnh hưởng trong cộng đồng này. Nhưng mà đây không phải là bảng vinh danh mà là đọc tên xong rồi thông báo gạch tiên khỏi cộng đồng FLDS vì họ đang có những hoài nghi về giáo hội. Thông báo này vừa chấn động lại vừa chấn chỉnh niềm tin bởi sự khiếp sợ, nỗi khiếp sợ rằng nếu bất kỳ ai làm phật lòng Warren thì sẽ nhận được hình phạt như vậy. Việc bị gạch tên khỏi FLDS cũng đồng nghĩa với việc là vợ con của 20 người này sẽ được tái chỉ định cho một người khác. 20 người này sẽ phải đối mặt với việc là vợ mình bị thằng khác xài, con mình bị thằng khác xài. Đối với họ thì hình phạt này không khác gì xử bắn. Warren thì sau khi chấn chỉnh niềm tin cho các tín đồ tiếp tục chạy trốn và cụ thể là đến Texas nơi mà hắn xây dựng Zion Đây là kiểu nhà chứa ấy, để hắn tiếp tục kinh doanh Tuy nhiên thì dân xứ Texas không mù quáng đến nỗi bỏ qua cái sự đổi bại này Các phóng viên địa phương đã đánh hơi được điều bất thường xảy ra ở đây Khi mà đột nhiên một vùng đất khá là hoang vu Bỗng nhiên công trường xây dựng hoành tráng Xây dựng liên tục 24 tiếng mỗi ngày Như đã nói ở trên thì Warren đã dần giáo huấn với tín đồ FLDS rằng Zion thực sự tồn tại trên trái đất Nên là sau khi Zion đã và đang trong giai đoạn hoàn thành Thì những người đủ đặc biệt được đặt chân đến đây Zion ở Texas được biết đến với cái tên đầy đủ là nông trại khao khát Zion viết tắt là IFZ. Một số người vợ thông minh đã đoán biết được chồng mình theo chân Warren đến ở IFZ ở Texas. À, quay lại với quá trình dí Warren của cảnh sát thì vào năm 2004 có thêm một cô gái đã tìm cách thoát ra bởi tính cách và tư duy độc lập của mình. Cô ta đã chịu đứng ra làm chứng cho người luật sư đang theo vụ này để đệ đơn truy tố tội đồng lõa hấp diêm của Warren. Cũng chính từ sự kiện này Warren đã chính thức có mặt trong danh sách top 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI trên khắp nước Mỹ. Nhưng mà Warren thì lại dễ dàng thoát thân như hổ mọc thêm cánh tại vì có dàn tín đồ hậu thuẫn hùng hậu phía sau theo như lời kể của thám tử tư được phỏng vấn trên phim thì warren giai đoạn 9 nã đang có những ngày tháng trụy lạc ngoại đạo cực kỳ sinh động hắn thác loạn với những người vợ yêu thích ở las vegas tận hưởng một lối sống mà đáng ra với vai trò nhà tiên tri thì hắn phải ghê tởm với việc vừa chạy trốn ăn chơi mà vừa phải vận hành zion như thế thì ắt là hắn phải cần một con số chi phí khá khá thế thì tiền đấy ở đâu ra và đó chính là từ những tín đồ flds ở short creek và short lake với nhiều phương thức vận chuyển tiền và thứ từ khác nhau để tránh sự chú ý từ cảnh sát thì hàng tuần có con số ước tính được những người từng tham gia vận chuyển cho biết là lên tới 300.000 đô cho mỗi tuần, có khi còn hơn thế. Nhưng mà xui thay từ sự việc này thì Seth, một trong những em trai của Warren đã bị bắt vì tội hỗ trợ bao che cho kẻ trốn truy nã vì hắn là đóng vai trò vận chuyển tiền và thư. Nhưng bằng cách nào đó thì hắn chỉ bị phạt nhẹ. Ngoài ra thì lúc này Zion như là cái động bàn từ. Sau khi được hoàn thành xong thì Warren cho chỉ thị hút những bé gái ở nhiều độ tuổi khác nhau đang ở FLDS, có những bé chỉ mới 1 đến 2 tuổi. Về Zion với lời xả ngôn rằng những bé gái này sẽ giúp cho Zion trở trở nên thịnh vượng và màu nhiệm hơn. Không lâu sau đó, vào một buổi tối khi đang lưu thông trên đường thì xe chở Warren cùng với em trai của hắn và một người vợ thân tín bị cảnh sát tuần tra tấp vào kiểm tra do là biển số xe đang bị làm mờ. Thế là Warren bị hốt vì một lý do mà không thể nào xảm hơn. Warren bị chính thức tạm giam, chờ phiên xét xử bởi tội đồng lõa hấp diêm. Tuy Warren đang trong trại giam nhưng mà hắn không ngừng vận hành FLDS. Trong những buổi thăm nuôi thì hắn liên tục truyền giáo và trao đổi với các tín đồ về cách đối phó phù hợp trong phiên điều trần sắp tới. Sau những buổi hầu tòa thì Warren đối diện với mức án là tối đa là 10 năm tù và với những người trong cuộc thì hình phạt này không hề thích đáng với những gì hắn đã làm với tội danh đồng lõa hợp diêm thì mức án chỉ có thể là như vậy nhưng mà điều bất ngờ là sau khi nghiên cứu kỹ thì tội danh này chỉ đang tính khi bị xét ở Arizona vì lúc này hắn đang bị dẫn về Arizona để được xét xử và chưa hề đả động gì đến cái động Zion ở Texas các cảnh sát điều tra cũng nhận ra điều này nên là tiến hành khám xét cơ sở này sau khi khám xét và xác minh rồi đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi trước tòa cụ thể là những đoạn ghi âm đồi bại của Warren trước những bé gái đang bị hắn lạm dụng cùng hàng đống danh sách ghi chép lại thông tin đám cưới với người chưa đủ tuổi của FLDS thì Warren chính thức bị tòa phán khung hình phạt trung thân không ân xá tại tích xác với tội danh đồng lõa hấp diêm cộng với lại hai tội tấn công tình dục một bé gái 15 tuổi và một bé gái 12 tuổi mà theo đoạn ghi âm thì việc này diễn ra trước sự chứng kiến của những con trên nữ khác quả là một cái thở phào nhẹ nhõm nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì Warren vẫn đang vận hành FLDS từ bên trong nhà tù vì ở vùng đất Shark Creek vẫn còn đó những người đã bị gieo niềm tin từ khi còn quá nhỏ thời điểm vàng của việc khách quan điểm và niềm tin vào tiềm thức. đương nhiên việc để họ bác bỏ niềm tin sau những sự kiện xảy ra là điều không thể vì họ được nuôi dưỡng để trở thành một con chiên luôn phải ngọt ngào biết cầu nguyện và vâng lời giống như thông điệp luôn xuất hiện ở mỗi tập phim của series phim tài liệu này nếu các bạn đang xem video và xem được đến phần này của video thì chúng tôi thực sự cảm kích vì đã quan tâm đến chủ đề của phim tài liệu này nếu các bạn hoặc người nào đó mà bạn biết đang trải qua bạo hành gia đình và cần tìm kiếm nguồn lực giúp đỡ quản lý khủng hoảng thì hãy tìm đến những trung tâm có chuyên môn phù hợp các bạn nghĩ sao về series này các bạn có thấy warren là một giáo chủ thành công hay đơn thuần chỉ là lạm dụng chức danh để thỏa mãn con thú bên trong mình thì hãy để lại bình luận bên dưới tôi là vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại